vị khán giả thân mến, quý vị đang cùng với Xuân Quỳnh theo dõi chương trình Mở Cửa Thương Mại. Và hiện tại thì Xuân Quỳnh đang có mặt tại 45 Cabinet and Stone. Và có thể nói là trong khoảng thời gian qua, dưới tình trạng dịch bệnh thì đã ảnh hưởng rất nhiều đến các cơ sở thương mại trong quận Cam. Thế thì không biết là trong khoảng thời gian qua, 45 Cabinet and Stone đã mở cửa như thế nào? Và bây giờ Xuân Quỳnh xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Xuân Quỳnh đang ở bên trong công ty 405 Cabinet and Stone và đứng bên cạnh Xuân Quỳnh là anh Vinh, đại diện cho công ty 405. Xin chào anh Vinh. Anh Vinh ơi, anh có thể chia sẻ đến quý vị khán giả là trong khoảng thời gian qua đó thì công ty của mình có mở cửa và vận hành không thưa anh? Chào Xuân Quỳnh, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình của Lido Sài Gòn Television. Chúng ta đang trải qua một cái thời gian rất là đặc biệt và chắc chắn nó sẽ có thể nói là sẽ đi vào lịch sử, bởi vì nó là một cái đại dịch mà rất là lớn và nó có cái tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn. Tất cả mọi người dù ít dù nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch này. Công ty 405 cũng không có ngoại lệ tí nào. Nhưng thật sự ra thì trong cái thời gian mà shelter in place in order thì công ty vẫn mở cửa và hoạt động bình thường. Bởi vì khi mà shelter in place thì cái bếp nó trở thành một cái gì đó rất là quan trọng mà rất nhiều khách hàng đã gọi vào và nói rằng 405 phải mở cửa để họ complete cái project của họ. Chính vì vậy thật ra thì từ lúc đầu tới giờ thì công ty chưa đóng cửa ngày nào, nhưng cách làm việc thì có thay đổi nhiều. Thứ nhất là mình để cái an toàn cho khách hàng, cho các nhân viên làm việc ở đây là cái ưu tiên quan trọng nhất. Thành thử ra cách làm việc thì có chút thay đổi, nhưng từ hàng hóa và cái cung cách phục vụ một cách chu đáo ân cần thì không có thay đổi tí nào. Tất cả mọi nơi trong mùa dịch, rất là nhiều nơi người ta không có hàng bởi vì bị gián đoạn bởi cái pandemic này. Nhưng công ty 45 Cabinet với cái showroom, với cái warehouse to lớn thì chúng tôi không có bị gián đoạn trong hàng hóa. Hàng hóa rất là phong phú. Ngoài ra chúng tôi còn có thêm những cái mẫu mã mới nữa. Thành thử ra quý vị nào trong cái mùa dịch này cần tu sửa lại căn nhà bếp, tu sửa lại phòng tắm, xin quý vị cứ đến 45, chúng tôi sẽ giúp quý vị trong cái công việc đó. Qua câu trả lời của anh thì em cũng rất là vui cho bên công ty của mình. Điều đó nói lên là những cái mặt hàng mà của công ty 45 của mình rất là essential, rất là cần thiết cho người tiêu dùng. Và anh ơi, em cũng được biết là vừa qua thì 45 cũng có một cái chương trình trade show, một cái sự kiện trade show ở trên Las Vegas. Anh có thể chia sẻ thêm về sự kiện này không anh? Thưa Xuân Quỳnh, thật sự ra thì trong đầu năm 2020 thì công ty 45 Cabinet and Stone đã tham dự một cái trade show lớn bậc nhất thế giới, có tầm vóc quốc tế, gọi là KBIS, Kitchen and Bath Cabinet. Cái trade show này nó tụ họp với hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới, tụ họp về Las Vegas để họ trưng bày cũng như họ giới thiệu những cái mặt hàng, những cái sản phẩm của họ. Thì công ty 45 Cabinet rất là hãnh diện đã có mặt trong cái trade show đó qua một cái công trình chuẩn bị rất là mệt mỏi nhưng rất là chu đáo. Cả hơn 50 anh em của công ty 45 Cabinet đã có mặt ở Las Vegas và tham dự cũng như put together một cái showroom mà được có thể nói là được khen ngợi và cho có rất nhiều họ bảo là đây là một cái showroom đẹp nhất của Las Vegas trong cái trade show năm nay. Thì đó là một cái điều rất là hạnh diện cho công ty và vô số rất là nhiều những khách hàng là builder, là contractor, là wholesaler và kể cả một số là homeowner. Thì khi họ vào, họ tham dự, họ tham quan cái booth của 45 Cabinet and Stone thì họ rất lấy làm vui và họ có những cái lời khen rất là tốt. Thì chúng đó là một cái điều hãnh diện cũng như là một cái khích lệ lớn cho công ty. Bởi vì thật sự ra thì công ty lúc nào cũng muốn đem cái product, cái sản phẩm chất lượng của mình đến từng nhà, từng cái ngôi bếp, không những chỉ có vùng Orange County này không, nhưng mà toàn tiểu bang cũng như trên toàn cả nước Mỹ. Và cũng đã có rất nhiều người từ các tiểu bang khác đã mua hàng, đặt hàng của công ty 45. Thì đó là một cái mà công ty cảm thấy rất là khích lệ
để tiếp tục làm tốt cái công việc cũng như là tiếp tục sáng chế, design ra những cái kiểu mẫu, những cái kiểu mẫu mã nó tốt hơn, nó thuận tiện hơn cho cái sinh hoạt của mọi gia đình trong 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 cái phạm vi của cái bếp. Vâng, thì sang năm sẽ có một cái trade show tiếp tục ở Orlando, Florida, thì công ty 45 Carpets and Stone cũng sẽ có mặt ở đó. Và nếu mà quý vị nào có dịp thăm viếng Orlando, Florida vào tháng 1, tháng 2, thì chúng tôi xin mời quý vị ghé qua cái booth của chúng tôi trong cái KBIS 2021. Như anh Vinh có chia sẻ là trong khoảng thời gian này công ty của mình vẫn mở cửa và vận hành bình thường. Không biết là khi mà khách hàng đến đây mua sắm đó thì mình có cách nào để mà giúp cho khách hàng được bảo vệ sức khỏe cũng như là cho các bảo vệ sức khỏe cho các nhân viên trong công ty không thưa anh? Thưa Vân Quỳnh, thật sự ra cái sự an toàn cho khách hàng và tất cả toàn thể anh em nhân viên của công ty 45 Cabinet là cái điều quan trọng bậc nhất. Thành thử ra công ty chắc chắn là đi theo những cái guideline của CDC. Hơn thế nữa thì khi mà khách hàng vào trong tiệm thì công ty require là phải có mang mask, đó là điểm thứ nhất, và tất cả các workstation để mà tiếp khách thì sẽ được spread out, chứ không có còn là dính sát vào nhau hay là gần nhau nữa. Cái social distancing là một cái mà áp dụng rất là triệt để ở đây. Và khi một người khách hàng vào thì người ta phải sanitize cái hand của họ trước. Và khi mà họ ngồi xuống với designer thì cũng phải giữ một cái khoảng cách ly. Công ty có làm thêm một số cái màn ảnh lớn để cho khách hàng có thể ngồi xa mà vẫn thấy được mình design như thế nào và hình ảnh như thế nào. Thì cái đó là cái vô cùng quan trọng. Và rất nhiều khi công ty phải mời khách hàng đợi bên ngoài một tí, vì nếu mà vào đông quá một lúc thì cũng không được đó. Thành thử ra có đôi khi khách hàng họ phải đợi ngoài. Trong cái lúc đầu mùa dịch thì cái nhiều khách hàng họ tới, họ không vào được bên trong, họ phải ngồi ở xe họ đợi và họ đem cái tài liệu đấy để công ty design xong rồi thì họ mới vào họ pick up. Thành thử ra cái an toàn của khách hàng, an toàn của các nhân viên là cái điều quan trọng bậc nhất, và chúng tôi thi hành một cách rất là đúng và rất là theo cái yêu cầu, theo cái guideline của CDC. Thực sự đối với công ty 45 Cabinet and Stone thì cái mà continuous innovation là một cái điều có thể nói là rất là quan trọng. Thì hàng năm, và không phải chỉ có hàng năm không, mà gần như là bất cứ lúc nào công ty cũng nhìn xa hơn và try to come up với những cái design, những cái mẫu mã nó phù hợp, nó thích hơn. Chẳng hạn như màu trắng là cái màu đang rất là thịnh hành, thì công ty giới thiệu năm nay có giới thiệu thêm một cái màu trắng mới nữa, nó là bright white, nó thật là sáng. Và cũng như counter top thì tất cả các mẫu mã mới trên thị trường thì ở đây đều có, và nhiều khi còn đi trước nữa. Đặc biệt là bên cabinet thì thật sự ra là những cái organizer cho cái tủ để làm tăng thêm cái vấn đề tiện nghi trong cách sử dụng cũng như storage là do chính công ty 45 sáng chế ra. Thành ra nhìn ra rất là bắt mắt và rất là tiện lợi trong cái sinh hoạt hàng ngày cho mỗi gia đình. Khi mà mình nấu nướng, khi mà mình storage, mình bỏ những cái vật dụng nấu nướng trong tủ nhà bếp, thì có những cái organizer đó nó giúp mình, nghĩa là mình biết exactly mình để chỗ nào và mình lấy ra lấy vào rất là thuận tiện. Vâng thưa anh, đến với vài phút cuối của chương trình thì anh có lời nào gửi đến quý vị khán giả? Vâng, chúng tôi xin đại diện cho công ty 45 Cabinet and Stone trước hết gửi lên lời cảm ơn đến tất cả quý đồng hương, quý khách hàng đã ủng hộ và tiếp tục ủng hộ công ty trong khoảng thời gian qua. Trong mùa đại dịch, trong những cái sự khó khăn về cái sinh hoạt cũng như cái đi lại như vậy, thì công ty vẫn mở cửa, tiếp tục mở cửa để phục vụ và làm tốt hơn nữa. Chúng tôi cũng mong rằng tất cả quý vị cố gắng gìn giữ sức khỏe, bảo vệ cho chính mình và bảo vệ cho gia đình. Chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người ạ.
Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi quý vị cùng với Xuân Quỳnh theo dõi chương trình Mở cửa thương mại cùng với công ty 45 Cabinet & Stone. Và hy vọng rằng khoảng thời gian vừa qua đã giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về công ty cũng như là cách thức hoạt động và đặc biệt là cách phòng tránh bệnh trong mùa đại dịch COVID-19. Và nếu mà quý vị có thắc mắc muốn mua hàng tại công ty 45 Cabinet & Stone thì cũng có thể vào website đó là 45cs.com hoặc liên lạc qua số phone là 714-500-3855. Xuân Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.